và giọng thứ tay 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 em gửi cho anh ngày nào giờ còn là hư vô em gửi anh lên lời chào mà như đi thôi mình làm gì nên tâm tại sao anh cách xa còn yêu như thế mà để lệ quên. Anh là một con đường đường, anh sẽ đi xuôi, không sẽ cho anh đau.